Như Nguyễn nói kỳ quá, biết là mấy ông dữ rồi mà anh cứ nói chung chung gì hoài, em cũng đâu hiểu nó biết ở chỗ nào được. Không sao, fan của Như Nguyễn thì Như Nguyễn sẽ cung cấp lại kiến thức. Nè bạn nhìn thấy không, nè, premium protein and clean carb. Thì bây giờ mình phân tích sản phẩm mình sẽ đi cho các bạn thấy. Nè, premium protein và clean carb. Rồi xong quay qua đây bạn. Nè, Captain Evo Gym. Nó viết những cái đó đó. Rồi bây giờ mình đi qua cái protein trước. Tại vì thường thường á các bạn thích protein mà. Nhưng mà mass không phải là chỉ protein. Nếu mà nếu bạn nghiên cứu về mass và bạn đi xăm soi protein á thì bạn bị dụ rồi. Nhưng mà ở đây nhớ con chữ này mới có ý nghĩa nha các bạn. Phải no spiking. No spiking. Vậy spiking là gì? Mượn một phút chương trình nói. Thường thường nó sẽ spiking protein. Cái protein đến từ sữa nó là tốt và nó là good và nó là ngon. Nhưng mà nó mắc. Bây giờ Tú á, chạy ra ngoài đường, Tú đi mua protein lông heo Tú bỏ vô thì cái đó kêu là spiking. Nó đó, cái đó game spiking nữa, cái đó kêu mày lừa đảo luôn rồi. Còn spiking nó là như vậy nè. Trong cái protein lông heo đó nó lựa ra một số acid amin, xong nó bơm vô này để cho nó ra cái EA ảo với nó ra cái BCA ảo. Em nhìn thấy cái EA ảo với cái BCA ảo mày tưởng nó ngon mày mua. Đó là spiking. Vậy thì protein của thằng này nó good ở chỗ nào? Cái này là Duy Nguyễn phải nghiên cứu ngày rưỡi Duy Nguyễn mới biết, các bạn dẫn thôi nha. Các bạn lên nhớ, bạn lên bạn coi cái video, ủa là xin lỗi các bạn, cái bài viết trên website á, bài viết trên website nó chi tiết hơn. Còn cái này Duy Nguyễn chỉ nói điểm chính thôi nha, nó không nổi đâu, dài lắm. Rồi, các bạn chịu khó nhìn qua đây để chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu cái thành phần. Cái protein của thằng này nó viết á, ông chỗ là nó đến từ sữa 100% và nó chảy dài từ thằng nhâm tới thằng chậm. Một cái điều rất hiếm, mấy dòng mát nó không có. Mấy dòng mát khác á, nó chỉ là protein, nó chỉ là một tầng hai tầng thôi à, nó không có chảy dài gì đâu. Vậy thì cái ý nghĩa của trải dài là gì? Một cái liều dùng mát nó cung cấp tới ngàn mấy calo. Thì cái vấn đề làm sao để hấp thu được ngàn mấy calo đó là một nghệ thuật, đúng không? Vậy tao làm tao mới có tâm. Chứ bây giờ ví dụ như giờ tôi cho Tú học lỏm công thức, Tú làm mát 1,5 calo. Xong rồi vậy thôi đó. Con nào uống vô hấp thu được không? Nope. Vậy thì uống vô không hấp thu được thì 6,5 calo nghĩa gì? Không hề có ý nghĩa. Nên ở đây á, Evozen sử dụng một cái protein trải dài, nó có ý nghĩa là gì? Nó tăng cường cái sự hấp thu tối đa. Nhưng vậy thì mua bạc mấy cái protein nó bẻ bỏ vô đi, bỏ vô cho mấy ông Olympia uống rớt sao? Nên phải chơi protein từ sữa, protein xịn nhất, thành phần sinh học cao nhất trong ngành thể hình. Vậy thì gồm những protein nào? Bạn đọc chỗ này nè, nó đâu rồi, Duy Nguyễn đọc cho coi nè. Nó gồm có đầu tiên là whey protein concentrate, whey protein isolate, rồi micellar casein, rồi whey protein hydrolyze, rồi tới milk protein concentrate. Đó, một đống thằng nữa. Thì thằng nhanh nhất là thằng hydrolyze, thằng chậm nhất là micellar casein, thằng giữa là milk protein concentrate, thằng nhanh giữa là whey protein isolate. Đó là nói về chất lượng của protein từ sữa rất là good. Mày good thiệt hay good giả ai biết? Giờ nhìn qua đây biết rất hiếm cái thằng mát trên thị trường nó cung cấp ra cái aminoglycoside, thậm chí nó không đưa cũng sao đó, nó không qua được FDA đâu có bắt đâu. Nhưng mà mày thấy ông Rambot ông tự tin không? Mát mà ông đưa này ra luôn. Mà khi mà chúng ta nghiên cứu file down vô cái này, chúng ta mới thấy ông đưa ra hoàn toàn cơ sở. Bây giờ bạn quay lại bài cũ nè. Cái profile của thằng Isoway của Lop đó là thành phần dạng khủng bố đẹp rồi đó. Đẹp nhất như thành tinh rồi đó. Mà công nghệ thì hiện tại của nhân loại làm chỉ tới mức đó thôi nếu nó là thiệt nha. Còn mấy thằng fake chịu. Nhớ nha. Rồi bạn đem cái bản này, bạn ráp vô cái bản của Isoway kế bên. Thu không có nhiều hết bạn. Nè, thu không có nhiều hết thiệt. Bạn thấy không? Một liều dùng 22g EA mà liều dùng 50g protein chia 2 còn 11g. Thì bên kia 12g chứ mấy. Bên kia 12g bên này 11g. Mày thua là cái chắc rồi. Thằng Max bằng đừng quay. Nếu mà xét về rô pháo. Nhưng mà ý nó nói gì thua có một xíu à. Tiếp tục. Tới BCA bên đây là 10g. 10g chia 2 là 5g. Cô quay nhiêu? 5.6. Mấy cái số nó nhớ trong đầu nè. 5.6 thua 0.6 thôi, ghê không? Còn này tôi nói cho bạn bật ngửa luôn nè, tôi nghiên cứu tới này luôn nè, dữ lắm. Bây giờ tới tỷ lệ luôn. Tỷ lệ lý tưởng của thằng BC là 2:1:1. Đó là tỷ lệ có bàn tay con người rồi. Còn tỷ lệ tự nhiên không có là 2:1:1 hết. Tỷ lệ tự nhiên con quay là nhiêu? 1.8711. Tỷ lệ con này nhiêu? 1.8511. Thì ghê chưa? Đó là lý do ông đem ra ngoài á. Đó là lý do mà nó là premium protein đó. Rồi, giờ thằng này nếu mà các bạn thông minh mà sỏi câu này. Ủa anh Di ơi, nếu mà anh Di nói quay protein nó ngon nhất sao không đem quay bỏ mặt vô đây đi anh, rồi đi làm chi ghê vậy? Rồi bạn biết câu trả lời không? Trả lời thôi giờ vậy, uống mày uống mắm chi, mày uống quay với mày ăn chuối đi. Tăng mắt tôi chứ tăng thì có tăng. Nhưng mà nó không tốt bằng mày. Tại sao? 50g protein ngay lúc đó nó hấp thu sao, quỳ này nọ nó sao nó hấp thu được. Người ta có sự hấp thu trải dài một cái lượng calo vậy nó mới đúng.
Còn một cái lượng calo to đùng mà nó hấp thu toàn là nhanh không à, thì trong nóng nhanh nó hấp thu cũng không hết. Em hiểu không? Ví dụ như trong lý thuyết nhanh là sao? Nhanh là trong vòng 3 tiếng hấp thu hết này, chứ đâu có nghĩa là 30 phút tôi hấp thu hết. Vậy thì 30 phút nó hấp thu được 30 phút. Rồi tới từ 30 phút tới 30 phút nó hấp thu tầng dưới. Rồi tới này hấp thu tầng dưới thì nó mới tới u. Đó, ở đây là các bạn sẽ hiểu được là cái sự hấp thu, và cũng như hiểu được tại sao là thằng protein nó chất. Rồi thôi vậy được rồi, ngắn gọn thôi, trọng tâm thôi, đọc thêm bài viết nha. Bài viết là phải đọc. Rồi qua tới thằng Cáp. Các bạn thông cảm nha, trong lúc mà Duy Nguyễn nói chuyện nó giọng nó cứng, nó giọng nó mạnh đó, thì Nguyễn nói tiếng Việt nha chứ không phải tiếng Anh đâu, bạn đừng bắt bẻ Cáp sao đọc nghe kỳ. Đọc vậy đi mệt quá. Chừng lúc nào nói tiếng Anh thì tiếng Anh sao đi. Chứ đa tiếng Việt nó tăng không được. Giống như lúc thì đọc isolate, lúc đọc isolate. Rồi tiếp tục. Bây giờ chúng ta đi qua tới Cáp. Cáp là bảo đảm kiến thức coi như là mù tịt luôn. Kiến thức Cáp bạn yếu lắm, tôi biết. Ăn là nghiên cứu đầu tiên nhiều dữ vô rồi biết mỗi quay thôi biết gì đâu. Mà quay biết cũng hết nữa. Nhưng mà Cáp là các bạn sẽ rất là yếu. Nhưng mà thông qua video này các bạn cảm ơn tôi nè, tôi nói nhờ Cáp cho bạn hiểu nè. Tại vì cuộc đời Duy Nguyễn gặp nhiều phản thầy rồi. Video một chục năm nay nó sống nó kiến thức nó nhờ tôi không, mà sau này phát biểu bố láo nghe nhức đầu lắm em. Thật đời nó vậy đó. Nhiều khi không muốn làm video chia sẻ nữa nhưng mà nó kệ đi. Sống gieo nhân nào gặp quả đó thôi. Giờ cũng có mấy thằng em nhỏ thân thương nó vô nó kêu bằng thầy mà. Rồi giờ tới Cáp nha. Đây mọi nhìn qua nè. Cáp sao mà nó kêu là Cáp Clean. Cáp Clean. Chứ phải là Cáp Clean. Cáp Clean nha. Thấy không nè, Cáp Lens. Nó có nè Maltodextrin, Osprol và Captan. Ba thành phần đó đó. Tôi biết các bạn nghe không hiểu chứ không phải không hiểu đâu. Thì cái Cáp Lens nó kết hợp với cái Protein Lens, nó tạo ra sự hấp thu tối đa và tuyệt vời. Và chất lượng nằm chỗ đó luôn. Cái thằng Phát này là khỏi ke. Thằng Phát là sản phẩm đính kèm với tạo mùi, tạo vị, tạo ngọt, tạo flavor đồ ra vậy đó. Khỏi ke ăn Cáp. Hồi nói ngắn gọn luôn, đỡ mất thời gian trình. Maltodextrin hấp thu siêu nhanh. Phải có này, chi tiết về maltodextrin đọc trong bài viết giùm tôi một cái nha. GI của nó đẩy thằng insulin lên rất cao. Mà insulin nó cao nhất khi hai thằng nhanh kết hợp với nhau là thằng quay cộng với maltodextrin hoặc gluco. Nó đẩy cái bật lên phát một, nó gọi là nó spiking cái thằng insulin lên cao để mở đường ống bự ra hấp thu bạc vô. Chúng ta cần insulin cao không? Cần. Nhất là lúc cấp cứu, nhất là lúc tập xong. Tập xong là phải cần cái insulin nó cao lên, đúng không? Để mình nạp quay vô nhiều vô, mình nạp dinh dưỡng nhiều vô, phục hồi cơ tốt nhất. Nên đây là một cái cực kỳ quan trọng, bắt buộc mát phải có này mới xịn được. Vậy là đây là cái tầng hấp thu xuyên thứ nhất. Các bạn nhớ nha, mát này nó có 3 tầng hấp thu. Tầng hấp thu nhất là tầng hấp thu số 1 là nhanh, tầng hấp thu số 2 là vừa, tầng hấp thu số 3 là chậm. Vậy thì nhanh ai kết hợp với ai? Nè, trong Cáp này nó lấy thằng maltodextrin ra, nó kết hợp với tất cả thằng quay, mà điển hình nó là thằng đầu lâu mà hydrolyze á, thằng nó nhanh nhất. Nó lấy bóc ra quốc trước, xong rồi nó quốc tới thằng quay isolate, xong tới thằng concentrate nó cũng nhanh mà chậm hơn hàng này. Thì nó sẽ từ từ để cho cái tầng thứ nhất nó hấp thu. Vậy thì bây giờ bạn nhìn nè, calori của này ngàn hai giờ chia thành 3 tầng, tầng khoảng 400 mấy calo. Vậy bạn thấy nó hấp thu một lần 400 mấy calo nó có quá đáng không mà? Tô phở bạn 600 á. Tô phở vừa 600 á. Mà tô phở toàn là sợi bự bự, thịt cũng bự bự không, ăn này bột không à. Bạn hiểu cái cách mát nó vận hành chưa? Đó là tầng thứ nhất là 400 calo đầu tiên nó bật kiểu đó đó, là siêu nhanh đẩy bật vô, nó đẩy nó vòng bao lâu? Bao lâu ai biết? Cứ coi diễn tiến đi. Nhanh đừng phải cỡ đó nha má, chứ không phải nhanh 5 phút. Trời ơi nhanh 5 phút thạo ra nhanh nào, nhanh 5 phút rồi cơ thể con người hấp thu dưỡng nó hấp vậy, đúng không? Cứ cho như là 1 tiếng đầu cơ thể bạn nó hấp thu được 400 calo, rồi 1 tiếng sau nó thêm 400 calo nữa, và 1 tiếng sau nữa nó vậy đó, thì từ 3 tới 4 tiếng nó hết liệu. Còn nếu bạn uống nửa liệu thì bạn chừng tiếng rưỡi 2 tiếng ngủ tiếp. Rồi cái tầng thứ hai là nào tham gia hoạt động? Tầng off-floor với tới cấp thêm. Nó kết hợp với meal protein concentrate trong đây. Và nó kết hợp với một phần với tầng quay protein concentrate nữa. Lúc này là maltodextrin nó mất tiêu hết, ăn hết rồi. Giờ còn hai kia. Ủa mà tại sao anh Duy biết thằng đầu tiên này nó vô, kia nó không vô? Kiến thức về Cáp. Thằng nào GI cao nhất đi trước chứ. GI cao nhất là của thằng maltodextrin rồi. Yến mạch, nhưng mà floor là gì? Là bột. Chứ không phải là cái viên yến mạch mà, chứ không phải là cái cục yến mạch mà Duy Nguyễn ăn mỗi tối. Cái cục Duy Nguyễn ăn mỗi tối là yến mạch nguyên hạt. Nó khác. Còn bây giờ nó đem nó xay như cám rồi đó. Xay nát bét hết luôn rồi. Xong rồi nó làm ra sản phẩm có tên thương mại là Osflor. Nó lấy cái Osflor đó, nó mix lại với tụi kia, nó nằm trong này. Đó là yến mạch mà tác dụng yến mạch tuyệt vời. Còn khỏe tim mạch đồ này nọ, chống ung thư ruột rồi ABC đều FGH đồ, đẹp trai đồ cái kiểu. Còn cái size luôn có luôn. Rồi còn một thành phần nó đi chung yến mạch trong giai đoạn này, nó là Captan. Captan là tên thương mại. Tức là có cái công ty kia nó độc quyền một số cái sản phẩm mang tính thương mại, trong đó nó có Captan. Thì nói sơ Captan này nó được làm ra từ gì? Những cây họ đậu. Đó, mà những cây họ đậu á là nó GI cũng thấp tè luôn. Nó không đẩy đường huyết lên cao. Đó, nó vẫn tham gia cái tầng
tiếp theo, tầng tiếp theo là tầng vừa đó, nó giống như offline vậy đó, hai tầng kết hợp với nhau, nó kết hợp với hai protein hồi nãy đẩy cái tầng giữa, thì nhiệm vụ của tầng giữa là hấp thu chậm hơn so với tầng 1, thì nó đẩy chừng 400 calo còn lại, 400-500 calo gì còn lại đó, cũng có thể giai đoạn này đẩy nhiều hơn, nhưng mà tất nhiên không có tài liệu chi tiết là nó bao nhiêu, nên Nguyễn đoán đó là mức đó, tức là nó 3 tầng là chắc chắn, rõ ràng nó là 3 tầng. À, còn số chính xác mỗi tầng đó thì qua tầng cuối thì nó vẫn sử dụng hai cáp này nữa, tại vì hai cáp hồi nãy là trong cái tầng giữa nó hấp thu được mới có mớ thôi, còn mớ còn lại phải từ tiếng hàng tiếng sau, 1 tiếng rưỡi nữa nó mới hấp thu nữa, thì lúc này nó kết hợp với những thành phần protein còn lại chưa kịp hấp thu ở trong hai tầng trước với casein luôn, casein hấp thu chậm đó, thì nó sẽ ra tầng cuối luôn, tầng cuối nó sẽ work, nó sẽ cho làm việc trong vòng khoảng từ 2 giờ tới 4 giờ, nhưng mà ở ba cái tầng này á là nó có sự giao thoa nhau nha, chứ không phải là tầng 1 xong hết mày mới tới tầng 2. Tức là tầng 1 nó chạy được tới đây, từ đây tới đây đi, thì tới đây là bắt đầu tầng 2 nhú rồi, xong chạy xuống đây, xong rồi tầng 3 nó giao thoa từ từ vậy đó. Nó là các bạn sẽ biết cái cách này, nó tóm lại là gì, cái dòng chảy dinh dưỡng nó liên tục và nó lâu dài, điều này cực kỳ quan trọng. Một số mát khác nó không có tầng như vậy, bạn uống vô nó hấp thu không tới u, nó hấp thu không tới u thì nó sẽ không quất tốt, và thành phần của nó có thể nó độn mấy này nọ, cá bẻ tiền vô bậy bạ đồ ai biết. Bây giờ bạn mua một cáp then nó không có rẻ đâu bạn, phải hơi đắt đỏ đó, cáp then không rẻ, ót lo cũng có rẻ đâu. Rồi trong mấy đó có mantodextrin là rẻ nhất, nhưng mà nó rẻ cũng nhiều loại, hạng A, hạng B, hạng C đó nha. Nhiều cái mát kia nó bỏ hạng C vô uống, ship bên Trung Quốc qua đồ, ví dụ các kiểu đó. Nên một cái sản phẩm tốt thì nó phải dựa trên một cái nguồn nguyên liệu tốt và một cái công thức tốt và một cái người am hiểu cái sản phẩm đó khi đi vô cơ thể chúng ta đã hoạt động thế nào để người ta cân chỉnh những thành phần đó. Nãy giờ nói là toàn là lý là về mặt số liệu rồi không á, bây giờ mặt phía bên trong đó, nhưng mà bây giờ mày làm cho hay cỡ nào hay mà mày uống hay gớm cũng ai mua, đúng không? cái còn lại là gì? Cái mùi vị thì chút xíu qua video chỉ cách về hướng dẫn pha đó, cho test mùi vị luôn. Nãy giờ nói chưa đi một phần quan trọng, và cái phần quan trọng là một trong ba cái đó làm nên cái chất lượng sản phẩm này, đó là gì? Enzyme. Nếu mà nói về thị trường enzyme thì phòng bổ sung nó cũng thường vàng hạ cám đó mà, nhiều khi nó mua enzyme cho heo bỏ vô cũng được, ai cấm đâu. Enzyme là gì? Là một cái sản phẩm nó giúp cho cái mát này nó tiêu hóa tốt, hay là nói nó giúp cho những cái phân tử dài như là cáp và protein đó nó tiêu hóa tốt hơn. Đồ ăn mà có enzyme không? Không, đúng không? Làm gì có, đâu có nào đi ăn lẩu bò bỏ enzyme đâu ba, đâu có nào ăn phở bỏ enzyme đâu. Thí dụ Tú về hỏi mẹ nấu cơm bữa nay nhớ bỏ con miếng enzyme nha mày, ủa lộn nha mẹ, cái mẹ hỏi mày khùng hả Tú, cái enzyme là cái gì, tán cái đầu chết luôn. Nên gọi là những thằng không đi học ngày nào nó lấy đồ ăn đâu trong chợ đã đấu với mát, nó cười nhẹ ăn cái đi thôi, mấy bạn đó không có tranh luận được, tại kiến thức không có là gì đâu tranh luận. Còn bây giờ nè, enzyme này có tên luôn nè, search đi, Evozyme chứ tao đụng đó, đi coi mua lọ Evozyme không nhiêu tiền rồi, có buôn bán luôn mà, ông này cái hãng Evozyme có bán cái lọ Evozyme luôn, lên mua coi nhiêu tiền. Giờ tao bỏ vô đây cho uống rồi đó. Cái Evozyme này nó làm sao? Nó bỏ sẵn vô đây để khi mình uống cái này vô trong bao tử chúng ta là thằng này nó được tiêu hóa nhân 2, chứ không có này là không thể nào bạn hấp thu hết được ngày 2 chắc chắn. Mặc dù cho bạn mix tốt cái nào tốt, bạn bỏ enzyme ra thì nó thùng không tốt bằng con enzyme. Nó có nhiều loại enzyme, có loại rẻ, có loại mắc, có loại này loại kia, và có những cái loại mà trong thời điểm này tôi cần enzyme này, nhưng mà cái công nghệ chừng 2 năm sau nó đổi cái cách làm, nó không cần enzyme nữa, nó cần enzyme khác. Nên cái kiến thức chúng ta nó phải update theo thời gian, chứ không thể nào nó có gì nó đúng mà nó bất biến được. Enzyme này trong sóng Tú uống sữa chua tôi thấy đó. Rồi enzyme các bạn có lên website bạn đọc luôn, rất là chi tiết. Còn đây như Nguyễn Vinh nói cho bạn biết những cái thành phần, những cái gì mà nó cấu thành thằng này là chất. Giờ tóm lại summary lại là thằng này là Rambot làm Mixolimia uống là dữ rồi đúng không? Vậy VIP ở chỗ nào? VIP ở ba chỗ. Thứ nhất là cái nguồn gọi là premium protein. Thứ hai á là clean carb. Thứ ba là enzyme xịn. Vậy thôi, enzyme nó phải enzyme xịn nha. Cái carb là một cái rất là ngạo nghễ của sản phẩm này, nên nó đưa đầu tiên luôn đó bạn. Trong ingredient nó đưa đầu tiên luôn đó. Còn các bạn đọc cái bảng xăm soi protein, thằng này nhiêu calo vậy? Nó đọc calo, nó cũng biết mà nó biết không tới, hiểu không? Đọc nhiêu calo xong quay qua thằng kia càng ba, ôm thằng kia xịn hơn mua. Thằng kia đường cát cộng với đường phèn. Má đầy thằng, trời ơi nó cãi lộn mệt lắm bạn. Tôi thật sự bạn Duy Nguyễn sống trong cái nghề này 20 năm rồi, mà Duy Nguyễn dám đứng đây thì tự tin tuyên bố trong lĩnh vực thực phẩm bổ sung với supplement đó, nói chung ở Việt Nam này chắc là cũng top đó. Tại vì mình là một người nghiên cứu xuyên suốt. Và cái thứ hai nữa là ngay cái thời điểm đầu tiên về thực phẩm bổ sung của Việt Nam là Duy Nguyễn có chơi rồi, amino viên nhai mỏ luôn,
Ngày xưa đi tập ở phòng kia lúc sinh viên năm nhất, mua hũ về như thử tưởng nó tiên dược, đâu biết gì đâu. Mua về quất bên kia nó nhai, tưởng nhai. Nhai chi hư răng ba. Thiệt, nhai cái đó lâu ngày hư răng vậy. Xong rồi bỏ vô miệng ngậm, đi bộ từ nhà tới phòng tiêm tăng luôn. Chơi tới đó đó. Còn sau này á, mấy cái reward cao này nọ là Duy Nguyễn chơi trước nè. Nói chung là tổng sung là Duy Nguyễn chơi full line hết rồi, chơi trước từ đời nào rồi. Chỉ có chích là thề không chích thôi chứ còn chuyện bóng sung bỏ túi. Nên thì xung quanh những cái câu chuyện đó có những khách hàng cũng nhiều rồi, ăn ti đồ này nọ, bạn bè chia sẻ đồ, đọc label bất cười lắm. Rồi xong rồi mấy má vô so với thằng này hả phát, thằng này 12 gram phát, thằng kia nó đề phát 9 gram hôm buồn kia. Nó ngồi nó so từng bậc vậy đó. Nhưng mà ổ thằng kia 9 gram phát không biết, nó có trade label không biết nha. Trade label là cái label mày ghi ra nó có bao nhiêu phần trăm là tin tưởng được á. Rồi xong rồi cấp độ 2 nữa mày có spiking không. Rồi ví dụ như bây giờ nó đánh vô tâm lý Tú sợ phát đúng không. Phát 12 gram Tú sợ tao để phát 10 gram thôi, 12 gram 10 gram 20% lực cho phép, tao đâu có sai gì đâu. Rồi làm gì nhau. Hoặc là thôi giờ tao ép này, tao ép hết phát ra luôn, tao chừa phát ít thôi. Xong rồi tao được phát đẹp trong khi uống vô hơi gớm, mấy thành phần kia bành chành hết. Nên đọc label quá mà ngồi từng con giờ là biết mới vô nghề rồi. Như Nguyễn chỉ các bạn đọc label rất có lâu rồi. Mình đọc từng con để mình hiểu. Nhưng mà cái chung là cái tổng thể nãy giờ Duy Nguyễn nói. Cái đó là cái quan trọng và cái đó là cái mà các bạn rất khó lãnh hội. Đọc tiếp tới cholesterol, nó cốc cần biết cholesterol gì hết. Nó cốc cần biết cholesterol nó đến từ đâu mà có cholesterol tốt hay xấu, không khe. Mày tao theo nguyên tắc số bự bỏ. Vậy đó. Rồi xong rồi đọc tiếp. Tới cáp đọc xong, đọc tới lùi xuôi ngược xong rồi thấy không biết này tư cáp nhiều trường phái lắm, thằng thích cáp nhỏ, thằng thích cáp bự, nói chung nó sẽ lựa theo những cái gì nó thích. Xong rồi xuống tới đây đọc không hiểu gì hết. Cái dòng quan trọng nhất là đọc chả hiểu gì hết. Còn mấy cái cụ bắp cụ mía như mấy cái thằng gluten free gì đó khỏi bàn mày ơi. Mấy thằng sản phẩm VIP không gì nó có nữa đó, khỏi ke nha. Mấy thằng gluten free, lacto thấp, lacto cao đồ. Thì mấy thằng mà nó cái nguồn nó tốt rồi đó thì mấy thằng đó nó sẽ không có, khỏi lo. Cái nguồn nó quyết định thằng đó chứ không phải là sản phẩm quyết định thằng đó. Rồi nói tóm lại là cái sản phẩm mà Super Heal này thì là sản phẩm mass chiến lược và duy nhất của hãng Evolution, dùng để cho các đối tượng Olympia và những người khách hàng có sự am hiểu và cũng như khó tính nhất trong cái việc mà đạp vô người ta đó. Người ta chọn gì tinh khiết nhất, những gì mà nó quý giá nhất người ta bỏ vô thì nó là sản phẩm con cưng của hãng, nó là chỉ là một thôi. Và đây là một sản phẩm mắc, gần như là mắc nhất trên thị trường hiện nay. Nhưng mà nó mắc, nó sắc ra miếng, nó đáng đồng tiền bát gạo. Nó là một cái gì đó nó ngạo nghễ cho những người ta gọi là xài thực phẩm bổ sung xịn mịn của Mỹ top 1 đó nha các bạn. Nó được thêm một cái biệt danh là thách thức mọi hệ tiêu hóa. Tại sao nó dám nói câu đó? Tại vì á, bạn nhìn vô cái thành phần của nó rất là clean và nó có enzyme tốt thì nó mới dám thách. Chứ còn không nhưng khác vô thì không ai giải thích các bạn. Rồi, hy vọng là cái phần trình bày vừa qua của Duy Nguyễn thì các bạn cũng hiểu được chút xíu vấn đề. Nhưng mà muốn hiểu sâu hơn thì vô website đọc cho các bạn. Trên đó là Duy Nguyễn viết nó đầy đủ hơn. Còn trong chương trình video ngắn gọn thì Duy Nguyễn chỉ có thể nói những cái highlight và thả thêm chút xíu cảm xúc của mình vô để cho các bạn coi đỡ chán, đỡ buồn ngủ. Và bây giờ là Duy Nguyễn sẽ livestream tập gym. Rồi sau đó Duy Nguyễn sẽ review sản phẩm này, mở bịch ra cho các bạn coi trong này nọ kia có nó đáng đồng tiền bắt gạo chỗ nào, và đặc biệt là hướng dẫn cách sử dụng và cách pha. Hướng dẫn cách sử dụng và cách pha. Nên các bạn muốn tìm hiểu về mask, vui lòng coi cả 3 video ngày hôm nay. Ngày hôm nay là Duy Nguyễn dành một ngày để làm video chuyên mask. Rồi tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn một chút xíu nữa.